Lý do Khánh Thi Cát Phượng bị đồn ly hôn với chồng kém 12 tới 18 tuổi. Chỉ từ những status tâm trạng trên mạng xã hội, cư dân mạng đã bàn ra tán vào chuyện tình cảm cá nhân của Cát Phượng và Khánh Thi. Thời gian qua, Khánh Thi Cát Phượng vướng nghi án trục trặc tình cảm với ông xã kém tuổi. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cả hai đều đăng tải những status dễ gây hiểu lầm lên trang cá nhân và bị một số diễn đàn tung tin thất thiệt. Để chuyện tình cảm cá nhân không bị ảnh hưởng, cả hai nhanh chóng lên tiếng đính chính. Khánh Thi, gia đình tôi luôn bền vững và hạnh phúc. Sau gần 2 tháng sinh con thứ hai, Khánh Thi thú nhận trên trang cá nhân, cô bị trầm cảm và lo lắng chồng sẽ ngoại tình. Mình có stress, có trầm cảm sau sinh rất nhiều, có tự kỷ và có khóc lóc ai oán. Nhưng mình hiểu tất cả chỉ là triệu chứng trầm cảm sau sinh. Mình không hề lo ngại khi hiểu những điều đó rất tự nhiên. Mình không thể xa con, xa chồng, lúc nào cũng nghĩ chồng sẽ bỏ đi ngoại tình, con sẽ hư và khó dạy bảo. Trích dòng trạng thái Khánh Thi viết ngày 8 tháng 8. Vài ngày sau đó, Khánh Thi đã đăng tải hình ảnh tâm trạng kèm chia sẻ. Trong cuộc đời chỉ duy nhất một lần bạn được sống, nhưng sự lựa chọn lại không chỉ một lần. Lựa chọn sao cho đúng để đừng tiếc nuối khi đã chọn. Lỡ có chọn nhầm vẫn còn đường quay lại, cho dù phía xa tuy tối tăm nhưng chắc chắn cuối đường vẫn còn tia hy vọng. Ngày cuối cùng của sự tiếc nuối ảo vọng, mai sẽ là con đường dài để bước đi. Mỏi mệt cũng không bao giờ gục ngã, cánh hồng đã tàn rồi, goodbye. Với loạt chia sẻ như trên, không ít khán giả nghi ngờ cuộc hôn nhân của Khánh Thi và chồng kém 12 tuổi Phan Hiển xảy ra trục trặc. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ hoàng dance pop lên tiếng đính chính. Làm nghệ sĩ cũng có cái sướng và cái khổ. Cuộc đời nó cứ nửa đùa nửa thật, khán giả thì trông ngóng cả đời sân khấu lẫn đời tư. Xin một lần đính chính duy nhất trên trang cá nhân. Chuyện gia đình Thi chưa hề có lục đục hay chia tay. Vừa mới sinh em bé xong, sao mà ai nông cạn tự đi cắt đứt quan hệ gia đình, cuộc sống sung sướng không hưởng sao phải đưa mình vào bể khổ. Đã là vợ chồng phải có tranh luận để thấu hiểu, đã là con người phải có buồn có vui, công việc không trôi chảy thì có thể goodbye để tìm việc mới. Một từ không vui, chia tay, nó dùng được trong mọi hoàn cảnh với cả người và vật. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả bạn bè và khán giả luôn quan tâm ủng hộ. Gia đình Khánh Thi Phan Hiển luôn bền vững hạnh phúc. Về phía Phan Hiển, anh cũng giải thích là vợ chồng không thể tránh được những lúc cãi vã hờn giận. Mấy ngày vừa qua đúng là chúng tôi có trục trặc nên Thi mới chia sẻ những dòng tâm trạng không được vui như vậy. Cát Phượng, mọi thứ của tôi và Kiều Minh Tuấn vẫn yên ổn. Giống như Khánh Thi, suốt tháng 8 vừa qua trang cá nhân của Cát Phượng tràn ngập những status tâm trạng như buồn lắm, khóc cho nhẹ lòng nhưng không khóc được, hình như có bài hát tựa, tập sống không có anh phải không cả nhà. Đến ngày 26 tháng 8, một diễn đàn đăng tải bài viết nghi vấn Cát Phượng đã chia tay Kiều Minh Tuấn sau 10 năm gắn bó. Chia sẻ lại bài viết, nữ diễn viên bình luận, có điềm, nếu chuyện này xảy ra thật thì sẽ như thế nào nhỉ, tôi vẫn sống và vẫn bước thế thôi. Nhưng để câu chuyện không đi quá xa khiến cho nhiều người hiểu lầm, ngay sau đó Cát Phượng đã cập nhật mạng xã hội, hình ảnh tình tứ với Kiều Minh Tuấn và cậu con trai đầu lòng. Trả lời giới truyền thông, cô khẳng định thông tin rạn nứt với người bạn đời kém 18 tuổi chỉ là tin đồn. Tình cảm và cuộc sống giữa cô và Kiều Minh Tuấn vẫn đang yên ổn. Ông bầu của nhóm nhạc Zero Nine Tăng Nhật Tuệ, show nào có Trấn Thành thì tôi sẽ né. Tăng Nhật Tuệ bất ngờ nhắc lại chuyện từng bị vạ miệng với Trấn Thành, khiến anh thấy vô cùng có lỗi. Từ bỏ nghiệp ca hát, Tăng Nhật Tuệ trở thành ông bầu đứng sau nhiều nhóm nhạc ca sĩ trẻ, trong đó nhóm Zero Nine của anh nhận nhiều phản hồi tiêu cực ngay từ đầu tiên ra mắt. Mới đây, trong một bài phỏng vấn với báo, Tăng Nhật Tuệ không chỉ trải lòng về những khó khăn trải qua trong thời gian nhóm nhạc mới ra mắt, đồng thời anh cũng bất ngờ nhắc lại chuyện từng bị vạ miệng với Trấn Thành khiến anh thấy vô cùng có lỗi và tự hứa với lòng sẽ tránh để anh ấy đỡ khó chịu. Tôi vẫn hối hận chuyện của Trấn Thành. Tôi là người rất hâm mộ anh ấy, thậm chí tôi còn nghĩ không có fan nào lớn bằng tôi. Khi cộng đồng mạng tung ảnh anh và chị Harry hẹn hò, tôi có viết một câu vui vẻ đùa giỡn về chuyện đó và bị đưa lên báo. Ngay lập tức, anh Thành nhắn tin gọi điện nói chuyện với tôi. Tôi có xin lỗi và nói thật sự hâm mộ anh như thế. Anh em cũng gặp nhau rồi mà anh không hiểu tôi, trong lòng tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi cũng hứa là show nào có Trấn Thành thì sẽ tránh, để anh ấy đỡ khó chịu. Đến giờ tôi vẫn tiếc nuối mối quan hệ đó. Do anh ấy là người diễn viên tôi thần tượng cả về đạo đức lẫn tài năng, Tăng Nhật Tuệ chia sẻ. Trấn Thành từng gọi điện cho Tăng Nhật Tuệ khi anh vô tình vạ miệng đến chuyện tình cảm với Harry Won. Cát Phượng lần đầu hé lộ việc dại dột phá thai với Kiều Minh Tuấn chỉ vì lý do này. Từng rất mong mỏi,
Được có thêm thành viên cho tổ ấm, nên thông tin mà các Phượng vừa chia sẻ đang khiến các fan rất lo lắng. Vài ngày qua, người hâm mộ khắp nơi đang xôn xao trước nghi vấn cặp chị em các Phượng Kiều Minh Tuấn đang trong trạng thái cơm không lành, canh chẳng ngọt. Thậm chí nhiều người còn nghi vấn rằng họ đã tan vỡ sau 10 năm hẹn hò. Tuy nhiên, vừa qua cả hai đã tay trong tay, tình tứ đi sự kiện. Chính khoảnh khắc này đã đập tan tin đồn đường ai nấy đi. Ngoài ra, các Phượng còn bất ngờ kể về cảm xúc của cô Bơm trong những ngày xảy ra sự việc. Chia sẻ với báo, nữ diễn viên tâm sự: "Hôm trước, Bơm có nói với tôi là bé rất buồn. Khi tôi hỏi con trai lý do gì buồn, thì bé nói buồn chú Tuấn. Bơm có hỏi tôi là tôi và anh Tuấn đã chia tay rồi phải không? Tôi thắc mắc tại sao con hỏi vậy, thì bé có nói bé đọc trên mạng, bạn bè bé trên trường cũng hỏi nhiều. Tôi có hỏi con, nếu chúng tôi chia tay thì bé sẽ cảm thấy như thế nào? Bé nói sẽ bỏ đi thật xa nếu chúng tôi chia tay. Bơm từng nói với anh Tuấn là đừng cưới tôi năm 7 tuổi, nhưng giờ bé nói muốn ngược lại. Tôi khẳng định với con những tin đồn trên mạng đều sai sự thật. Khi nào chính tôi xuất hiện trên báo và nhận phỏng vấn thế này thì hãy tin." Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên các Phượng bộc bạch chuyện mang thai với Kiều Minh Tuấn. Cô cho hay, năm 2011, tôi từng có thai với anh Tuấn, nhưng lúc đó tôi lại nghĩ anh Tuấn vẫn chưa yêu mình, hoặc nếu có thì cũng chỉ là tình cảm trai gái đơn thuần. Nghĩ thế tôi đã quyết định đi bỏ con. Đến lần thứ hai, anh ấy bỏ đi khỏi nhà và nhắn tôi một câu: "Lần sau nếu em tự quyết định thì em đừng nhìn anh nữa." Khi ấy tôi mới bắt đầu hiểu ra thì ra Tuấn yêu tôi là thật. Đến tận sau này, tôi cũng dính thai được một vài lần, nhưng vì tuổi tác nên không giữ được. Vừa rồi, tôi cùng anh Tuấn đến gặp bác sĩ để kích lấy trứng ra và gửi vào ngân hàng. Tuấn sợ khi tôi mang bầu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà tôi thì lại nghe lời anh ấy nên đến giờ mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Đến hôm nay, chuyện cả hai tan vỡ chỉ là tin đồn, và chính từ hai nghệ sĩ cũng đã lên tiếng phản bác. Cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường, hạnh phúc, và các Phượng khẳng định bản thân mình luôn tin tưởng ở người đàn ông này. Lộ chiếc váy cưới màu nhiệm Trường Giang chuẩn bị cho Nhã Phương trong ngày cưới, mặc lên tựa nữ thần. Chiếc váy cưới sẽ đồng hành cùng cô dâu Nhã Phương trong ngày trọng đại vào tháng 9 tới vừa chính thức được hé lộ. Với vị thế và danh tiếng của hai nhân vật chính, đám cưới Trường Giang Nhã Phương chắc chắn sẽ là sự kiện gây chú ý nhất làng giải trí vào tháng 9 này, trong khi mọi thông tin về hôn lễ vẫn được người trong cuộc giữ kín. Những hình ảnh đầu tiên về chiếc váy cưới sẽ đồng hành cùng cô dâu Nhã Phương đã được hé lộ. Như thông tin đã công bố từ trước đó, trang phục cưới của Nhã Phương sẽ do nhà thiết kế Chung Thanh Phong đảm nhận. Nhà thiết kế họ Chung cho biết đã thực hiện mẫu váy này trong 20 ngày và Nhã Phương ưng ý ngay trong lần đầu thử váy. Ngoài mẫu váy tay bồng thêu hoa baby điệu đà, mới đây Chu Thanh Phong đã tiết lộ thêm bộ đầm cưới thứ hai mà anh may riêng cho bà xã Trường Giang. Dù không chụp cận cảnh người mặc, nhưng nhiều người hâm mộ đều nhận ra đôi vai thon thả và vóc dáng mảnh khảnh của Nhã Phương. Mẫu đám cưới của người đẹp sinh năm 1990 được đánh giá rất cao ở kiểu dáng trễ vai thời thượng và kỹ thuật đính hoa của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Qua những hình ảnh ít ôi vừa được tiết lộ, người hâm mộ vô cùng háo hức được thấy cô dâu mới lộng lẫy trong ngày vui sắp tới. Trước đó vào tối 24 tháng 8, lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương đã được bí mật tổ chức tại một resort cao cấp ở Hội An. Vì diễn ra chóng vánh và được bảo vệ nghiêm ngặt, nên hầu như không có một hình ảnh chính thức về buổi tối trọng đại của cặp đôi diễn viên. Cư dân mạng truyền tay nhau khoảnh khắc cha Nhã Phương dắt tay con gái vào lễ đường. Trong những bức hình hiếm hoi có thể nhận ra nhan sắc rạng ngời và niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Trốn Trường Giang đi với Ngô Kiến Huy, Nhã Phương khiến ai nấy tá hỏa vì quả váy thảm họa. Nhã Phương xuất hiện giao lưu với fan cùng dàn diễn viên phim Hoán Đổi mà không có chồng sắp cưới Trường Giang đi cùng. Vừa qua, khán giả ở hai rạp chiếu phim Sài Gòn bất ngờ trước sự xuất hiện của Nhã Phương và dàn diễn viên phim Hoán Đổi đến giao lưu cùng khán giả xem phim. Dù mới tổ chức lễ đính hôn lãng mạn, nhưng danh hài Trường Giang lại không hộ tống Nhã Phương tới các sự kiện gần đây. Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt phim Hoán Đổi, nữ diễn viên Nhã Phương xuất hiện lẻ loi một mình và từ chối nhắc tới chồng sắp cưới. Ở sự kiện giao lưu với khán giả ngày hôm qua, Nhã Phương tiếp tục trốn Trường Giang, xuất hiện tình tứ bên người tình màn ảnh Ngô Kiến Huy.
Trường Giang bận chạy xô nên Ngô Kiến Huy đã trở thành người song hành cùng Nhã Phương trong các sự kiện của phim Hoán Đổi. Dù không có chồng sắp cưới bên cạnh, nhưng Nhã Phương không hề thiếu đi vẻ rạng ngời và tươi tắn. Cô xuất hiện đầy tự tin và năng động trong bộ trang phục áo thun trắng, chân váy ngắn chạy chung và nụ cười rạng rỡ. Tiếp tục trở thành người tình màn ảnh trong Hoán Đổi, Nhã Phương và Ngô Kiến Huy càng trở nên thân thiết. Nhã Phương cùng dàn diễn viên Hoán Đổi vào tận rạp giao lưu. Và chụp ảnh cùng khán giả, sự kiện giao lưu của đoàn phim Hoán Đổi thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả. Trong phim Hoán Đổi, Nhã Phương vào vai cô ca sĩ hết thời Tiên Tiên và có một mối tình đầy lãng mạn với chàng nhạc sĩ Minh Thắng, Ngô Kiến Huy. Trải qua những biến cố kỳ lạ, Tiên Tiên bị Hoán Đổi thân xác với võ sư Mai Ngọc Hoa, nghệ sĩ Việt Hương. Từ đây, cuộc sống của hai người bị xáo trộn, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười, vừa tréo ngoe vừa khó đỡ. Đặc biệt Hoán Đổi còn quy tụ rất nhiều gương mặt diễn viên nổi tiếng như Trấn Thành, Huỳnh Lập, Khải Như, Hứa Minh Đạt, La Thành, Mai Bảo Ngọc và bé Kim Thư. Phim điện ảnh Hoán Đổi hiện đang công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.